Vâng, xe đấu thứ 7 Roman, bên kia là AC Baby. Bên mình là Pan và Roman. Bên kia là AC Baby chứ. Xoay tham phát đi một qua. Vâng, bây giờ AC Baby. Vâng, như vậy là map phải đánh rồi. Và thậm chí là đánh lại mấy lần rồi. Và tôi vừa nhớ và nhắc các vị thủ luôn. Vâng đấy, kiểu gì cũng có hai màu quả ở hai nhà. Vâng, cùng lắm phải ra giữa bản đồ tìm. Vâng, Pan Roman. Vâng, Gunny cầm Roman thì nó một hỏi anh đánh gì đấy. Vâng, trẻ đánh quẩy. Vâng, bãi quả. Vâng, bãi hiệu. Vâng, đồ rất sớm đến từ Pan. Ô, thế cẩn thận gần ông một nhớ thì khả năng Bi cũng nhớ đấy. Cẩn thận Bi là một cái ông mà trong game thủ bằng nhớ map hay nhất Việt Nam. Vâng, một bầy hiệu 5. Và có bãi quả. Ở đây sẽ một van khỏe đây. Và chúng ta cùng chờ đợi xem No 1 sẽ chém được nhà nào. ACBB như vậy là cúp thắng. Vâng, như vậy xin lỗi các bạn, bạn nào đã vâng nghe lời mình nói. Vâng, mặc dù mình nói chém nhưng mà mình đặt cung. Vâng, ngược đời thế. Lúc săn kim cương thì nói chém thì bao giờ nó cũng phải ngược lại, và nói cung thì nó cũng thế. Thế này bây giờ thì cứ vâng nói một đằng nào một nẻo. Vâng, một voi. Câu được về không? Con voi này tương đối xa. Sao kê. Ở đâu sẽ xe đấu thứ 7 nhỉ? Để xem mình đặt cái gì nè. Ôi giời ơi, thế lại kèo hủy rồi. Vẫn cứ tưởng đặt C7 nhưng mà lại đặt C6-5. Vâng, có thiên đặt chém ở C7-2. Và làm tế. Và chúng ta sẽ đến với mảnh máy của anh thủ Gunny. Vâng, một bài man kích siêu sớm bằng 640. Và Gunny đừng nói cũng kích rồi nhá. Đúng rồi. Vâng, thế trận thiếu này bên họ xem timeline khóc thét. Ở đâu chưa kích. Tưởng ông này cũng kích 6 thì khả năng bên kia khả năng hoảng sớm. Vâng, nhưng mà cũng rất nhiều voi. Khả năng cũng chỉ kích trong đầu 7 thôi. Một ông kích 9 sớm, một ông kích cuối 9 thì nó cũng như nhau cả. Vâng, xa xa là có bầy hiệu đôi. Vâng, như vậy là sẽ đánh nhiều hơn 24 dân. Và khả năng sẽ là 25 dân. Vâng, kích. Vâng, cũng khá sớm. Như vậy phải sang đầu 10. Gunny sở kích đầu 10 bài đấu này. Khả năng sẽ là 10-20. Quay trở lại với nông 1 thôi. Một loài Pan vẫn đang tiết kiệm từng con hiệu 1. Vâng, lùa cái bầy hiệu này về cánh rừng. Vâng, đã lên đời xong. Chuẩn bị kích. Như vậy là 9-30. Vâng, vừa khít luôn. 9-30. Vừa cho hỏi đặt liên quân 0.6 mà như thế nào. Vâng, thì là liên quân chấp 0.6. Vâng, cái chủ bàn của họ ra là liên quân 0.6. Nghĩa là chủ bàn do liên quân không chủ bàn ra cái bàn là liên quân 0.6. Nghĩa là nếu như bạn đánh cái bàn đấy thì bạn sẽ đặt cho
BB he he. Đấy, còn nếu bạn BB của meo meo, nếu như bạn thắng thì sẽ chỉ được 0.6 của số tiền mà bạn đặt thôi. Còn người ta mất thì người ta được cả. Và được cả 100%. Vòng 1. Vòng Pan gặp AC. Không phải AC hay cái gì nhỉ? Lại quên. Đúng rồi, gặp AC. Vậy là như vậy là Gunny sẽ gặp Baby. Không. Vậy là có vẻ như là hai nhà đang muốn khung cho nhau. Nó một đánh một bài 2L. Có một câu chuyện cũng là sớm không? Có như vậy là nâng cấp bánh xe. Và sẽ chuyển vào A luôn. Còn có con giò. Thế vậy thì ba dân đào vàng có phải là quá nhiều không? Còn con T đang đi đâu đây? Rồi bây giờ thì có đi được vào không? Còn có 3A rồi. AC chưa bánh xe. Vậy không phải mà bài AC quá khỏe đâu. Bóng bò rất kín đến từ B. Đầu ra những con cung rờ của AC tương đối khó công cho tờ này khi mà cái mặt nhà của họ là công an là cung rờ nở ở bên trong. Và như vậy là hai nhà họ đã khung cho nhau rồi. Tương đối khó, thế vậy là khả năng phải quay về đánh thủ thôi. Quay về đánh thủ và ra ruộng. Khỏe lên. Đánh kiểu khỏe lên thôi, không để chém sớm đâu. Khung nhà cho nhau cực chắc và cua xì đứng trong. Tôi nghĩ khả năng Pan phải chuyển A nữa cơ. Đánh hai lạc đà bên kia, meo thủ y đấy. Và các bạn thấy bài AC của Bi cũng khá giàu, vòng bãi quả ở bên ngoài mà không thèm ăn hết luôn. Và ăn một tí thôi quay về. Còn bên mình thì hai nhà vẫn khỏe nhưng mà bên họ thì đang... là khung nhà cực kỳ khó chịu. Không có QR đứng trong và hồ đứng trong. Oh.
Vâng, tham tương đối khó khi ở bên họ là hai nhà khung nhau. Một không trong trận đấu thứ bảy dành cho cặp đôi đến từ Sky. Vòng bài bi khỏe dã man luôn, muốn lên sớm khung nhà cho nhau. Một trận mà rất khó có cửa, một trận trừ phi và hai bên phải công ca rất sớm thì may ra có cửa. Vòng bi lên không muộn hơn pan là bao nhiêu, trong khi pan là bài trích 9:30, đang bi là bài 10 sớm.